Con đột biến đi cùng con kia nhá, con đột biến con mái nhá. Thấy chưa? Cặp đôi nè. Con đột biến là con mái. Đấy, thấy chưa? Lắc nhanh đấy, lắc xòe. Mái thật trai đồ đó, đi cùng con trống anh em nhé, đi cùng con trống non. Con này không nhầm mái, kệ mái trống quan trọng. Mồi treo đây, nói chung đẹp hết ạ. Phải xuống nào.